Xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Thời sự 24 giờ TV và sau đây mời quý vị cùng đến với những tin tức nóng nhất 24 giờ qua. Bản tin thời sự hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bắc Kinh nói diễn tập gần Đài Loan để bảo vệ chủ quyền. 11.000 binh sĩ Mỹ tập trận rầm rộ trên đảo Guam, báo Trung Quốc hô hào sẵn sàng chiến đấu. WTO đưa ra phán quyết có lợi cho Trung Quốc. Ông Trump nói WTO giúp Trung Quốc thoát tội, Mỹ sẽ không làm ngơ. Mỹ cấm vận công ty Trung Quốc đứng sau dự án đáng ngờ tại Campuchia. Sau đây là nội dung chi tiết. Bắc Kinh nói diễn tập gần Đài Loan để bảo vệ chủ quyền. Bắc Kinh cho rằng các cuộc diễn tập quanh đảo Đài Loan tuần trước là hành động cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Phát ngôn viên Văn phòng Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Đài Loan Mã Hiểu Quang cho biết hôm 15 tháng 9, những hoạt động huấn luyện chiến đấu của quân đội Trung Quốc gần đây là hành động cần thiết trong tình hình an ninh hiện tại ở eo biển Đài Loan cũng như bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông Mã còn khẳng định Đài Loan là một phần thiêng liêng và không thể tách rời của Trung Quốc. Đây là bình luận công khai đầu tiên của Trung Quốc về những đợt diễn tập quanh đảo Đài Loan gần đây. Ông Mã khẳng định những hoạt động diễn tập quân sự này nhằm mục đích đối phó sự can thiệp của các thế lực bên ngoài và hành động đòi ly khai của Đài Loan, chứ không nhằm vào người dân Đài Loan. Quân đội Trung Quốc tuần trước tiến hành đợt diễn tập quy mô lớn trong 2 ngày với sự tham gia của nhiều lực lượng không quân và hải quân ở phía tây nam đảo Đài Loan. Đài Bắc cho biết Bắc Kinh đã triển khai tiêm kích J-10 và Su-30 hiện đại cho cuộc diễn tập, thêm rằng hoạt động diễn ra trong vùng nhận diện phòng không giữa đảo Đài Loan và quần đảo Đông Sa. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh gần đây gia tăng áp lực với Đài Bắc khi nhiều lần tổ chức diễn tập quy mô lớn quanh đảo Đài Loan với các khí tải hiện đại nhất trong biên chế. Bắc Kinh đã tổ chức ít nhất 11 cuộc diễn tập kể từ tháng 7, trong đó có một số có nội dung bắn đạn thật ở nhiều vùng biển khác nhau gồm biển Hoa Đông, biển Đông cũng như khu vực gần đảo Đài Loan. 11.000 binh sĩ Mỹ tập trận rầm rộ trên đảo Guam, báo Trung Quốc hô hào sẵn sàng chiến đấu. Báo Trung Quốc cảnh báo sẵn sàng chiến tranh trong bối cảnh 11.000 binh sĩ Mỹ được huy động đến căn cứ trên đảo Guam để tập trận quân sự quy mô lớn. Theo The Sun, số lượng binh sĩ đông đảo được huy động cùng các tàu chiến và 100 máy bay sẽ tham gia tập trận bảo vệ các căn cứ chiến lược của Mỹ ở Thái Bình Dương. Theo thông báo của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cùng các tàu tấn công đổ bộ USS America, USS New Orleans và USS Germantown tham gia cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Valiant Shell 2020, Lá Chắn Dũng Cảm 2020, từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 9 tại Guam. Chuẩn đô đốc Michael Bowler, người phụ trách các chiến dịch hải quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, nói cuộc tập trận mới nhất bao gồm những cuộc diễn tập phối hợp trên bộ, trên biển và trên không quanh đảo Guam nằm ở trung tâm Thái Bình Dương nhằm tăng cường năng lực phối hợp tác chiến của các lực lượng. Ông Bowler nhấn mạnh trong một tuyên bố ngày 11 tháng 9, điều tối quan trọng là phải chứng minh cho các đồng minh và đối tác rằng Mỹ giữ vững cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hồi đầu mùa hè năm nay, tướng Charles Q. Brown, tư lệnh không quân Mỹ ở Thái Bình Dương nói, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương vẫn là mặt trận ưu tiên hàng đầu của Lầu Năm Góc. Nhưng động thái trên của Mỹ khiến truyền thông nhà nước Trung Quốc tuyên bố cứng rắn. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng bài xã luận kêu gọi sẵn sàng chuẩn bị cho chiến tranh tiềm tàng. Chúng ta có tranh chấp lãnh thổ với một số quốc gia láng giềng đã bị Mỹ xúi dục để đối đầu với Trung Quốc. Bài xã luận đề cập đến căng thẳng trên dãy Himalaya, trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Hoàn Cầu viết, toàn xã hội Trung Quốc phải thực sự can đảm và bình tĩnh để tham gia một cuộc chiến nhằm bảo vệ các lợi ích cốt lõi và sẵn sàng chịu đựng cái giá phải trả. Hoàn Cầu khẳng định, nếu chiến tranh với Mỹ nổ ra gần vùng ven biển Trung Quốc, chúng ta có cơ hội chiến thắng. Hoàn Cầu cũng khẳng định Trung Quốc sẽ không phải là nước nổ phát súng khơi mào chiến tranh. Nhưng nếu trong tình cảnh ngặt nghèo buộc phải nổ phát súng đầu tiên, Trung Quốc cần đưa ra tối hậu thư để cuộc chiến tranh bắt đầu theo cách đúng đắn. WTO đưa ra quyết định có lợi cho Trung Quốc. Ông Trump nói WTO giúp Trung Quốc thoát tội, Mỹ sẽ không làm ngơ. Hãng thông tấn Reuters của Anh đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15 tháng 9 vừa qua cho hay, ông chưa biết về phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO liên quan đến tranh chấp thương mại của Mỹ và Trung Quốc, nhưng ông sẽ xem xét về điều đó. Trước đó, WTO đã phán quyết rằng việc Mỹ áp thuế quan bổ sung đối với hơn 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào năm 2018 là phá vỡ các quy định thương mại quốc tế. Các chuyên gia của WHO cho biết, Mỹ đã không đáp ứng được yêu cầu chứng minh rằng các biện pháp thuế quan là hợp lý. Mặc dù vậy, Washington vẫn có thể phủ quyết phán quyết này bằng cách đệ đơn kháng cáo trong vòng 60 ngày tiếp theo. Reuters cho biết, khi được phóng viên đặt câu hỏi về quyết định mới nhất của WTO, nhà lãnh đạo Mỹ đã nói rằng ông chưa biết về phán quyết này, đồng thời nhấn mạnh rằng ông không thích WTO. Ông Trump nói,
Chúng tôi sẽ phải làm gì đó với WTO vì họ để Trung Quốc thoát tội. Chúng tôi sẽ xem xét điều đó. Tôi không thích WTO. Đó là điều tôi có thể nói với các bạn ngay lúc này. Được biết, ngay sau thông tin về quyết định của WTO, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ca ngợi đánh giá khách quan và chính xác của tổ chức này. Trong khi đó, phía Mỹ đã chỉ trích gay gắt WTO sau khi tổ chức này đưa ra phán quyết có lợi cho Trung Quốc. Phía Mỹ tranh luận rằng việc áp thuế bổ sung là hợp lý vì Trung Quốc có hành động đánh cắp tài sản trí tuệ của họ. Hơn nữa, các công ty của Mỹ còn bị bắt phải chuyển giao công nghệ để được tiếp cận thị trường châu Á này. Trong một tuyên bố hôm 15 tháng 9, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cũng đã có phản ứng gay gắt trước phán quyết của WTO. Ông Lighthizer nhấn mạnh, báo cáo của WTO đã xác nhận những điều chính quyền Tổng thống Trump đã nói trong suốt 4 năm qua. WTO hoàn toàn không đủ khả năng ngăn chặn các hành động gây hại của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ. Mỹ phải có quyền tự bảo vệ mình trước những hành vi bất công trong thương mại và chính quyền Tổng thống Trump sẽ không cho phép Trung Quốc sử dụng WTO để lợi dụng người lao động Mỹ, các doanh nghiệp, người nông dân Mỹ. Theo The Guardian, phán quyết của WTO sẽ không có hiệu lực ngay lập tức đối với thuế quan của Mỹ. Đây chỉ là bước khởi đầu của quy trình pháp lý có thể kéo dài nhiều năm, dẫn đến việc WTO có thể thông qua các biện pháp trả đũa nếu như phán quyết này được thực thi. Mỹ cấm vận công ty Trung Quốc đứng sau dự án đáng ngờ tại Campuchia. Bộ Tài chính Mỹ vừa cấm vận một công ty xây dựng Trung Quốc với cáo buộc xây dựng trên đất cưỡng chiếm của người dân Campuchia và công trình có thể làm căn cứ quân sự. Theo Reuters, công ty Trung Quốc bị cấm vận là Phát triển Địa ốc Union Development Group. Đăng ký kinh doanh tại Campuchia là công ty tư nhân, lãnh đạo là ông Lee Tao. Công ty này trước đó có tên là tập đoàn Tianjin Wanlong. Bộ Tài chính Mỹ coi công ty này là của nhà nước Trung Quốc và có thời điểm đăng ký giả là công ty của Campuchia để có thể lấy đất làm dự án. Các dự án do công ty này đầu tư đã buộc người dân Campuchia phải nhường đất, tàn phá môi trường, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương, theo Bộ Tài chính Mỹ. Union đang xây dựng dự án phức hợp Darasakor gồm sân bay, cảng biển và khu nghỉ dưỡng tại một vườn quốc gia ở tỉnh Cót Cong, Tây Nam Campuchia. Dự án Darasakor bắt đầu từ năm 2008 sau khi Campuchia cho công ty Trung Quốc thuê 45.000 ha đất trong vườn quốc gia trong 99 năm. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói có rất nhiều bài báo đáng tin cho thấy Darasakor có thể được sử dụng làm căn cứ quân sự, đi ngược lại với hiến pháp của Campuchia. Đe dọa ổn định tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chủ quyền Campuchia và an ninh của đồng minh của Mỹ. Đường băng tại sân bay đang được xây dựng được cho là có thể dùng cho một số loại máy bay lớn nhất thế giới. Ông Lee mới đây nói rằng sân bay của dự án sẽ hoạt động vào cuối năm. Công ty Union và chính phủ Campuchia chưa bình luận về lệnh cấm mới, nhưng trước đó nhiều lần bác bỏ thông tin cho rằng dự án Darasakor có mục đích quân sự. Bộ Tài chính Mỹ ban hành lệnh cấm vận theo đạo luật Magnitsky toàn cầu, cho phép đóng băng tài sản và cấm người Mỹ giao dịch với những đối tượng bị coi là vi phạm nhân quyền. Nội dung trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh Thời sự 24 giờ TV để cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.